các bạn đến với kênh Quán Ngày Friend Channel. Hôm nay chúng ta hãy cùng tập hợp một bé rùa Common Baby nhé. Hộp thì được đóng gói khá chắc chắn và bên trong có phủ một lớp rêu ẩm. Nào, mình hãy cùng mở ra xem nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay. Đây là một bé rùa Common Baby, size từ 3-4cm. Để mình cầm lên quay cho các bạn nhìn rõ hơn. Bé khá là nhỏ, cũng khá nhoi và tăng động. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, tuy cậu bé còn khá nhỏ nhưng hình thù bên ngoài khá là gai góc và cũng rất là ngầu. Với một tổng thể màu đen, chiếc mai gồ ghề xù xì, chiếc đuôi dài và những chiếc móng vuốt sắc nhọn, thêm một cái mắt khá là dữ tợn. Nhìn bé giống như một mẫu vật khủng long hóa thạch còn sống vậy đó. Nào, giờ mình hãy cùng ngắm nhìn lại vẻ đẹp hoang dã và đầy mạnh mẽ của bé rùa Common Baby này nhé. Bây giờ mình sẽ thả bé vô hộp để nhìn cách bé săn mồi nhé. Trong hộp là mình đã chuẩn bị sẵn một bé cá chép. Lúc đầu mới vào hộp thì bé khá là hoảng loạn vì chưa quen tới môi trường mới. Nhưng rất nhanh thôi, chỉ mất vài giây hít thở thì bé đã kịp làm quen với một môi trường mới. Hoàn toàn có thể thoải mái và bơi lội trong nước như là cái môi trường thứ hai của mình vậy đó. Còn đây là con cá chép size khoảng 2cm mà mình đã chuẩn bị sẵn để làm mồi. Rồi, giờ chúng ta hãy nhìn những cách săn mồi của bé rùa. Đầu tiên là bé tiếp cận một cách rất chậm chậm và từ từ. Mỗi bước tiến lên của bé đều rất là thận trọng. Bên trái nhích một xíu và lên bên phải một xíu. Hai tay dang rộng để làm con cá nó mất tập trung. Điểm đặc biệt ở đây là bé liên tục vẫy tay trái tay phải để đánh lạc hướng con cá, phân tán sự chú ý của nó. Trong khi đó hai chân sau vẫn đẩy thân về phía trước. Bé sẽ tiến áp sát một cách rất là từ từ. Đến một khoảng nhất định, chiếc cổ của bé sẽ hơi thụt nhẹ lại và chuẩn bị phóng ra bắt lấy con mồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của kênh Quán Ngày Friend Channel. Nếu các bạn thấy hay, hãy ấn subscribe và follow kênh để đón chờ những video tiếp theo nhé. See you.